Alo. 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 Đang đâu đấy? Đang đâu đấy? Đang đâu đấy? Cái ẻ ra ao lưu câu cá đi, tao câu được con cá tổ lâm ra để xem. Điều gì tao thèm điều mày à? Sáng tao gọi mày đi câu không thấy mày đâu ấy. Mua cái gì tao câu được mà thật, mày ra để xem, tao chưa nhìn thấy con cá này bao giờ cả. Ao này nhiều cá dị lắm. Ờ được, mày ra đây, mày ra đây. À kinh. Nhanh. Nhanh lên, nhanh lên. Ờ. Ờ nhanh lên, ra đây nhanh lên. Ờ. Xem nó biết con này là con gì. Khả năng không biết. Chúng ta phải câu. Ủi lâu thế. Ra xem này. Kinh điển. Mày thấy cá này bao giờ chưa? Thấy cá này bao giờ chưa? Chưa. Đấy, cho xem này. Đây. Đấy. Mày thấy cá này bao giờ chưa? Đây. Đấy. Ui, rất lâu đó. Kinh điển không? Ui, điêu. Điêu cái gì? Châu. Cá gì mà mắc ở mắt nè. Cá cái mồm nó ở đây cơ mà. Ờ thì lúc chắc là nó ăn đây, nhưng mà giật kiểu tao giật nó liệng đến lưỡi vào mắt nó ấy. Chả thứ. Mà đây là gì một cái đây? Cái gì? Anh à, là cái gì? Chả cá gì? Mày chưa thấy cá này bao giờ đúng không? Em biết chưa con này nha. Biết chưa gì? Mực phải không? Mực. Con này chỉ có ngoài biển này. Mày câu được. Tao câu được thật. Này, câu được mực ở cái ao. Người ta đấy, người ta thả về đây sao? Câu được mực ở nước ao nước phân này. Nước quấn. Nó về đây nó chết, nó trắng bụng rồi. Đấy đấy, trắng bụng đây này. Sắp chết thì tao câu được lên. Người ta đấy về đây người ta thả. Nào. Hôm nay cho gì? Cho cái gì mà cho tao câu được? Cho. Cho cái gì? Hả? Khoan. Khoan. Thế vậy đấy. Lửa mà xem mày biết con này là con gì không? Em biết chưa, em xem TV suốt đi. Xem TV suốt đi. Con này bao nhiêu? Mày đi về đi, tao ra tao phê mày thôi chứ. Về đi thì anh về đi, anh lừa em ra đây ăn mày. Lừa mày ra đây để ăn, tao ra chủ yếu là để khoe thôi, rồi hết việc rồi đấy, để chơi tiếp đi. Hả? Em phải ăn đi. Ăn ăn cái màn đấy. Em ra thấy thì anh để tải. Cái củi em đã biết chưa là em lừa nhé. Ok. Con này khôn phết nhỉ. Mùa dịu quá mắt thơ. Con này khôn phết nhỉ. Ăn gì ăn lắm khôn phết nhỉ. Thì anh hướng. Muốn gì anh cần nấu củi. Siêu cay đi. Siêu cay cứng ra siêu cay. Nhưng mà mày chỉ được một ăn một cái rau này thôi. Điều. Điều. Em phải ăn hết cái này. Điều cái gì? Người ta tặng tao tặng mày à? Tặng em nhé. Tặng mày, tặng mày ra mà lấy. Không. Đi lên nướng, siêu cay. Cái này nướng siêu cay. Sao Phan tặng anh không xin để con to rồi. Ăn mày rồi. Tặng một con gì thế. Tặng hẳn con cá mập cá đuối ấy. Ăn mày rồi. Cái gì ác với này nhỉ. Cái này là cái chim nó à. Cái này là cái tua. Dài chứ. Ui, nhìn này. Đây là cái gì. Ui, răng này. Răng đây không biết phải răng không nhỉ? Cắt ra thì xem nhá. Ôi. Ôi. Ui nhìn không phải. Nhưng đấy. Cái bảng ấy. Đây là như kiểu cái mà răng là sao lại tỏi được giá? Cho anh về mà làm nó điếu. Tới đây lại cái nữa. Điều ác nhỉ. Cái gì nữa đấy? Hình như phải mổ cái này ra này. Không phải. Mổ cái này ra này. Sao nhìn đẹp thế nhỉ? Nhìn như kiểu à, anh về làm bọc quạc này đấy. Đeo của. Nhìn nó đẹp hơn cả mốt gấu, mốt tía các kiểu. Đẹp thế, mở chút yêu đấy. Đúng nè. Đấy, cái này có quái gì ở trong đó. Ôi. Mật, mật. Nó có cái gì đấy, mật kìa. To quá. Chắc ngọt. Thế em nhớ. Sống không nội. Thuốc này mới không ăn được. Ôi. À đây là mắt. Bỏ đi ạ.
sao lại bỏ? Từ cắt xẻo mắt nó ra. Nó im không? Để cái nổ đấy, em mới đi ăn cái nổ đấy. Nhưng mà nó bẩn này á? Bẩn khỉ ấy. Mày ăn cái gì ấy? Ừ, em ăn. Thì thật là ướp tất. Mày khứa khứa nó ra đi. Ướp. Khứa này ấy. Cho mày hôm nay ăn siêu cay thoải mái nhá. Khứa này á? Ừ, đấy, đưa đây tao khứa cho. Anh không khứa đây à? Cái đấy dày nhá. Con này dày. Anh ơi, khứa chéo này nữa. Đấy. Đứng hẳn đây đi. Dày nhá. Ăn phải không? Hai tuần nhá. Em mới được xem con tivi đâu ở trên sàn. Phải anh VIP nhỉ. Cho hẳn con dưới. Em dưới kìa. Thường chuồng gì vít thế ừ. Thì ra nắm lửa đấy à, xó tay quá anh phải cứ đều ra chứ thế thôi mình vắng đi em ra em nắm lửa nhé ừ. Nóng luôn dưới ao này dưới là mép ao vào trong dâm dưới ao á ừ. Ừ. Ờ lấy đi ra vị rồi anh ạ. Cháu xuống đây, cháu xuống đây. Ăn nữa. Cái anh nhảy lên đi. Tuyệt đấy. Đâu anh ơi. Trên đấy. Cho các bạn xem. Rất là tuyệt vời. Thấy chưa? Mang đây. Chạy đi chặt cái cây để xiên cái đầu nó nướng riêng. Được cái gì được hả? Xiên chưa các bạn. Lâu thế. Hả? Cái này á? Chặt cái mà thôi mày đây đây chặt chặt. À, anh xuyên qua cái đấy à? Con cái tua. Tua quấn này. Ôi. Cái hơi khó nhằn. Ủa, đang mọc cây sen này nhá. Đang mọc cây sen rồi. Sao đến mua sen ăn sen thôi rồi. Anh lấy dây thép cuốn vào. Khói quá. Khói quá nhá.
Tuyệt vời đúng mặt trời đấy. Các bạn đã thấy kích thích chưa? Cầm 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 cái này, cái này phải có lật thế này. Lật á? Anh chụp một phên anh lật cả xuống rồi. Kéo đổ. Đổ đấy. Cái gì? Đấy, ngắt cái kia. Ui! Mọi công sức lên đổ vào. Không, cầm lấy, cầm lấy, cầm lấy, cầm lấy. Anh đi. Cứ lại cái chỗ này thì nó. Anh đặt nó bẹt xuống không? Hả? Tào lao rồi đấy, lại còn rác. Đặt nó bẹt xuống. Đói quá, run chân. Đó. Đói run chân, run tay. Vẫn thấy anh gì đi. Cái gì? Anh Phan tặng này. Tặng một cái. Ôi đồ. Kẹp bắn vào, kẹp vào. Rơi nó cũng không đi bắn. Thế rồi nhưng mà ta đi nướng cả hai luôn. Bây giờ làm nào được? Cái phên bé quá. Sao chả anh nói người ta nghe cái phên nó. Ừ. Mới làm người ta nướng luôn thôi mà ăn. Đúng rồi đấy. Ừ, nó xéo đấy. Đấy, 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 để im. Nó không phải làm gì. Không phải gai, gai đang để làm gì. Gai được ý nghĩa gì. Chuẩn bị đầy đủ hết đâu rồi. Đó. Ui, chín rồi, chín rồi. Nhanh lên. Chứ mâm đấy. Có vẻ rất bình thường. Đỏ đỏ lắm rồi. Ừ. Cái gì cũng không bình thường. Đó. Đó. Mang lên trên ăn đi. Ăn trước cái con này đã, con này làm sao. Mày ở đây nướng con đấy đi. Không. Tao cho lên tao còn làm gia vị các kiểu. Mày ăn đi. Mày ra một đứa thì ăn. Ôi, cay lắm rồi. Ui. Đây, đặt con kia lên đây. Tạo liền làm này. Ôi xa, lên lên lên. Đặt khả, đặt khả đấy. Vừa đi. Ngồi đi. Nhưng ngồi đâu? Mày ngồi đâu thì mày ngồi. Không để được vào đâu. Anh phải kê chân để được. Đây là nó à. Người ta gặp ra. Đấy, mời các bạn mình nước cam nheo nè. Ây da. Mời tất cả mọi người nhá. Ôi. Có thì nhịn thôi. Ôi chim luôn này. Mày mở rồi nó chả chím. Để cũng cẩn thận, nhịn nhá. Mọi người ơi. Đói quá, anh em mình phải chém trước tí nữa nướng kia xong. Mời tất cả mọi người nhá. Mất cả nước ngọt. Ừ, đó. Mời tất cả mọi người nướng mực nhỉ. Ừ, chẳng chấm nó ngon. Mực chấm mực tạc nha. Cay. Mực chấm nó ngon rồi. Đã ướp vừa luôn. Ừ. Ướp vừa rồi. Ừ. Quỳnh đã thử nướng cái dầu trước.
Tí giặt lên nào. Dài rộng quá. Thơm nhỉ. Này ngày nào cũng muốn tặng. Anh bận. Em được ăn miếng dày rồi. Cắt xong miếng dày à? Thôi nhỉ. Miếng dày nó không ngon bằng miếng mỏng. Phát mồ hôi à? Phát mồ hôi đã có không. Giải nhiệt. Tao không có. Có lo nước ngọt này cũng làm rơi được. Đấy, để cẩn thận này. Đấy. Muốn ăn không cay không? Bóc một cái phút này là... Cay mới ngon. Cắt khét này. Đấy, chống bông. Và tất cả mọi người này. Đến mình tự đi một chấm một tạc nữa cơ. Khóa mạnh một tạc lên. Ui, sáng thế này. Sánh thì nó mới đấy. Sốc. Hay là mày chấm riêng cái mù tạc này, tao để riêng. Không. Ui, nhiều thế, mày cho nhiều thế. Ờ, sốc quá. Mày chấm chấm sâu vào nhá, khóa mạnh. Đấy, ta để riêng thôi, phần mù tạc riêng. Cắt đi, cắt thành miếng hết đi. Ôi, được rồi. Đậm. 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 Nghe nào cầm miếng to nhỉ? Ăn miếng chỗ nào, cắt chỗ đấy. Đâu, đây, phần dày nhất này. Sao im ăn nhỉ? Đây, cho là phần dày nhất đây. Úi xô. Ai, nhìn nào, nước cục sốt luôn. Mời các bạn nhá. Tao thấy vừa rồi chấm rồi nhỉ. Chướng cho nhiều người chấm. Ăn quen này, cũng như lần đầu. Lần đầu ăn khóc rồi, mình khóc đấy. Ngày trước ở trên Tạ Hiện, mình lần đầu tiên được ăn cái con mực khổng lồ này, mà nó treo trên cái xe gì? Xe bán hàng rong ấy, người ta bán Tạ Hiện rồi đó. Phố Tạ Hiện, phố đi bộ ở trên không phải phố đi bộ. À, ngại cho em đi bộ phần. Ở trên phố cổ ấy. Nhé. Ngày đấy thấy thèm lắm nhưng mà sinh viên không có tiền. Để cho em đi bộ phần. Phố đi bộ ấy. Ở đấy sinh viên không có tiền. Vào mua nhá. À. Chết bà mày đi. Tham mà chấm tham à. Chấm được phải không? Ba tham à. Thì quá. Ấy nhưng mà chỗ nhạt để chấm ăn chứ ngon. Ừ. Cái giống lúc một tê. Ăn xong bây giờ muốn gặp ông bà ông vải luôn. Lúc nào mà có dịp thưởng thức ấy, mình mua cái con thật to hả? Nhưng mà cái con nhỏ ăn ngọt hơn nhỉ? Em thích ăn con này mà. Ngày sướng rồi, chốt chốt. Thì khẩu vị của người. Ăn khoái rồi. Được rồi, cắt cho. Ăn thịt. Nào, mày thích chỗ dày ấy đúng không? Dày. Đấy. Chỗ này dày nhất nhá. Ui à. Thôi em mới ăn cấm một cạc. Này. Ăn ngon nhỉ? Bột trắng bông này. Kiểu như kẹo cao su, à nó như kiểu gì nhỉ? Bột gạo ấy nhỉ? Ừ, bột vip nhỉ? Tạng còn tổ thế. Cạm hàng đô biển không? Đúng món trời trời em thích. Biển ai chả thích. Ăn cái mai nó sật sật ngon hơn. À, anh phải cho em biết biển á. Ừ. Biển nó ăn. Thích cái ly thôi chứ không cái gì. Thôi cái biển gà 200. Ừ, đúng rồi. Hôm trước đi Hà Nội một tí về
hàng giả với nhau. Gà máu đệ đánh nhau với gà máu cà. Kết quả là gà máu đệ sắp chết tỏi. Chẳng quan đá lồng thôi. Đá lồng cái gì, biết con nào ra trước. Con gà mày mẹ chạm 30, gà tao có 25. Thì gà em đá lồng là mày xưng lùng chân ấy. Gà anh có đâu con đầu. Thế mày có nhìn thấy là con nào ra khỏi lồng trước không? Rồi biết đâu gà tao ra khỏi lồng trước đá nhau với lồng gà mày, gà mày thoát ra. Sao gà em đâu chứ? Thì mới biết được đá vào đầu gà tao cứng quá xứng. Tao lao đấy. Quái mà. Gà 30 lại đòi đá với gà 25 à. Đấy, rồi. Gần chết tòi rồi các bạn.